Xin chào các bạn. Hôm qua thì Intel đã chính thức công bố cái con chip Intel Contra thế hệ thứ hai anh em ạ. Và cái hiệu năng của nó so sánh với những con Snapdragon X Elite hay là đối thủ đến từ AMD thì cũng mạnh hơn rất là nhiều. Và thậm chí nó còn ăn ít điện hơn ấy. Thì trong video này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC và mình là Đại Công Nghệ. Về dòng CPU này thì năm trước chúng ta sẽ có là Intel Contra 100. Thì năm nay sẽ là Intel Contra 200V series nha anh em. Theo mình biết ý, thì đây cũng sẽ là cái lần đầu tiên mà Intel họ tích hợp cái RAM ở trên con CPU luôn, giống như kiểu là cái dòng MacBook M1, M1 Max. Những cái con CPU này thì đều chỉ có 8 nhân và 8 luồng anh em ạ. Và một số con laptop được trang bị như con XPS 13 hay là Acer ZenBook S16. Và nếu trên cùng một cái con laptop ấy chỉ trang bị các cái CPU khác nhau thì con chip đến từ Intel sẽ cho cái thời lượng sử dụng lâu hơn rất là nhiều, gần như gấp rưỡi so với là Qualcomm X Elite. Cái thời gian làm office theo họ test ấy thì gần như là gấp rưỡi so với các đối thủ khác. Intel thì làm được khoảng 14 giờ, còn lại AMD HX 370 thì chỉ có làm 10.1 giờ thôi. Ở đây là cái bảng so sánh hiệu năng của Intel Contra 200V với Snapdragon X Elite. Thì chúng ta có thể thấy được là có rất nhiều các tựa game mà Snapdragon X Elite không thể hỗ trợ được. Và Intel họ có một cái cách làm nó vô lý, rất là vô lý luôn, khi mà họ tổng hợp tất cả các số điểm, kể cả những cái game mà Snap không hỗ trợ. Thế là họ chia ra được là cái sức mạnh của Intel Contra mạnh hơn 68% so với Snapdragon X Elite, một cái con số rất là mạnh. Nếu mà nhìn qua thì chúng ta thấy được là con số này quá kinh khủng luôn. Nhưng mà nhìn vào thực tế thì đúng là Intel làm rất là buồn cười. Nhưng mà cũng phải công nhận là những cái game nào mà Intel và Snapdragon X Elite hỗ trợ ấy, thì gần như tất cả những cái game Intel họ luôn luôn có cái sức mạnh lớn hơn khoảng tầm 45 đến 100%, nghĩa là gần như gấp đôi luôn. Còn nếu mà so sánh Intel Contra 9 288V, Intel ARC 140V so sánh với AMD HX 370 thì Intel cũng sẽ mạnh hơn 16% ở hầu hết các tựa game. Nhưng mà nhiều anh em đánh giá là ở đây thì Intel họ cho ra một cái setting của hai bên là không giống nhau. Và ở đây thì tất cả những game này AMD hay là Intel đều hỗ trợ hết. Thực ra là cũng 1-9-1-10 anh em ạ. Phần lớn Intel sẽ hơn, nhưng mà còn lại là AMD cũng có rất nhiều cái tựa game nó sẽ chơi mượt hơn. Thì từ trước đến nay thì card on của AMD nó rất là khỏe trong cái việc chơi game rồi, chúng ta không thể bàn cãi được. Trong buổi ra mắt lần này thì Intel họ đã công bố ra 9 con CPU, từ Intel Contra 5 226V và cao nhất là Intel Contra 9 288V, và nó đều có 8 nhân 8 luồng, thế mới hay chứ. Về phần GPU thì sẽ thấp nhất là Intel ARC 130V GPU và cao nhất là 140V GPU. Phần NPU thì cũng sẽ có nâng cấp từ 5X Gen 4 và cao nhất là 6X Gen 4. Tiếp theo chúng ta thấy được là có một cái phần memory, nghĩa là RAM đã được hàn cứng ở trên cái con CPU anh em ạ. Nghĩa là RAM được tích hợp trên CPU, giống như kiểu dòng Apple M1, giống như cái con chip Apple M1, M1 Max các thứ. Là bây giờ chúng ta sẽ có tùy chọn RAM từ 16GB và cao nhất là 32GB. Điện năng thì cũng từ 17W và cao nhất là 30W. Vậy nên tất cả những cái con CPU này sẽ dành cho những con laptop văn phòng hoặc là những cái con máy tính chơi game cầm tay chẳng hạn, làm sao cho tiết kiệm pin nhất nhưng mà vẫn có được cái mức hiệu năng phải nói là ổn. Phần hay nhất của những cái con chip này đó chính là phần E-core bây giờ đã khỏe hơn rất là nhiều rồi anh em ạ. Cái phần sức mạnh của nó ấy thì đã có thể đảm bảo có thể làm được hầu hết các cái tác vụ như lướt web hay làm office rồi, không cần phải sử dụng đến P-core, chỉ có những cái tác vụ rất nặng thì nó mới đẩy dần dần lên cho cái con P-core xử lý thôi. Và như thế thì chúng ta sẽ có được cái thời lượng pin mà ở trên những con laptop được trang bị Intel Contra thứ hai sẽ rất là khủng. Nhưng có một cái thông số quan trọng đó chính là về phần nhiệt độ thì mình không thấy Intel họ công bố. Thì chúng ta biết được là cái kẻ thù lớn nhất của pin ấy đó chính là về phần nhiệt độ. Như trên con MacBook Pro 2019 bản Intel này của mình ấy thì nó rất là nóng, thật sự nóng kinh khủng luôn. Mở hai cái video 4K HDR đo cái nhiệt độ ở đáy máy lên tận 50 độ C, rất nóng. Và từ khi mà Apple họ ra cái Apple Silicon M1 ấy thì nó sẽ có cái mức nhiệt độ nó mát hơn rất là nhiều và pin nó cũng sẽ trâu hơn. Còn lại những cái con Intel Contra đầu tiên thế hệ thứ nhất thì nó vẫn nóng nha, nó mát hơn cái dòng trước nhưng nó vẫn nóng. Dòng thứ hai
Đời thứ hai này, khả năng cao chúng ta sẽ phải có máy trên tay test thì mới biết được thực tế, chứ Intel họ không công bố. Qua những cái thông tin này thì chúng ta cũng có thể thấy được là Intel Core Ultra thế hệ thứ 2 200V thật sự là đáng để chờ mong, và hiệu năng của nó dựa trên lý thuyết là rất là mạnh, pin thì trâu, nhưng mà mọi thứ đều vẫn ở trên lý thuyết thôi. Chúng ta vẫn phải có máy ở trên tay để test thực tế, và cái hiệu năng của nó nếu mà ngang được với con chip đến từ Apple, hiệu năng dưới 30W mà khỏe, làm được những cái tác vụ như kiểu là dựng video hay là ở Photoshop nữa thì đúng là quá ngon luôn anh em ạ. Tất nhiên là laptop TC sẽ cố gắng để kiếm được máy về review nhanh nhất có thể để đưa ra những cái video đánh giá chi tiết cho anh em nhé. Và anh em thấy cái con chip này như thế nào thì hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em muốn mua những cái mẫu laptop giá cực kỳ tốt từ Intel Core Ultra thế hệ nhất, thế hệ thứ 2, Dell XPS, Dell Precision, máy chạm, laptop TC bán rất là nhiều, thì mình sẽ để trong cái phần mô tả của game comment cho anh em luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.